Xin chào các em. Thầy là Thạc sĩ Vũ Tiến Thành, chuyên gia toán tiểu học. Rất vui được gặp lại các em trong video bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em bài giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Ở trong bài này thì các em nghe cái tên đã thấy là nó đặc biệt rồi đúng không nào? Đó là gì? Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân nhẩm là như thế nào? Nhân nhẩm có nghĩa là chúng ta không cần phải đặt nháp, không cần phải đặt tính, không cần phải dùng nháp mà chúng ta vẫn làm được. Như vậy khi các em đạt được cái điều này thì chúng ta sẽ thành công ở bài học, được không nào? Bây giờ thầy có cái phép tính sau. Thầy có phép tính là 27 nhân 11 thì bằng nào? Việc các em thấy là số 27 nhân 11 thì chúng ta đã học về nhân với số có hai chữ số rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ thử tính xem là 27 nhân 11 sẽ bằng bao nhiêu. Thầy viết đây, số 27 nhân 11, thầy kể sau tính 1 x 7 bằng 7, viết 7. 1 x 2 bằng 2, viết 2. Tiếp theo đến tích riêng thứ hai, viết lùi vào một cột. 1 x 7 bằng 7, viết 7. 1 x 2 bằng 2, viết 2. Ta kể cộng này, 7 hạ 7, 2 cộng 7 bằng 9, viết 9. 2 hạ 2. Như vậy 27 nhân 11 sẽ bằng 297. Đó là chúng ta đã tính. Thế còn nhân nhẩm sẽ là như thế nào? Thì các em quan sát đây này. Ta có cả hai tích riêng. 27 nhân 11 thì cả hai tích riêng đều là 27. Tích riêng thứ nhất là 27, tích riêng thứ hai là 27. Nhưng ở tích riêng thứ hai là 27 chục, hay chính bằng 270. Thế khi ta cộng này thì ta chỉ việc lấy 2 cộng 7 bằng 9 và ta viết 9 ở đây. Các em hãy quan sát ở trên này. Các em thấy này, 27 nhân 11 thì ta lấy 2 cộng 7. 2 cộng 7. Đây, 2 cộng 7 thì bằng 9. Ta viết 9 vào giữa số 2 và số 7 là xong, được không? Đó, các em thấy không? Như vậy là ta đã nhân nhẩm được rồi. 27 nhân 11 thì ta sẽ lấy này, 2 cộng 7 bằng 9, viết số 9 vào giữa số 2 và số 7 là xong, được không nào? Để thầy xóa này đi. Ok, đó là với những số có hai chữ số mà có tổng cả chữ số hàng chục và chữ số đơn vị là nó bằng 9 hoặc là nhỏ hơn 9 thì chúng ta sẽ làm như thế. Lấy thêm một ví dụ nữa. Ví dụ thầy có 34 nhân 11 thì sẽ bằng gì? Ta thấy này, 3 cộng 4 tức tổng của hai chữ số bằng 7, tức là nó nhỏ hơn hoặc bằng 9 ấy. Thì ta chỉ việc viết là viết cái tổng nó xen giữa hai chữ số này bằng 374. Được chưa? Tiếp theo, ví dụ khác, thầy có 51 nhân 11 thì ta thấy số 51 có 5 cộng 1 bằng 6. 6 là nó nhỏ hơn hoặc bằng 9 rồi. Vậy nó nhỏ hơn 9 rồi. Thì ta có là ta viết số 6 vào giữa bằng 561. Rất là dễ đúng không? Vậy những trường hợp mà cái tổng đó nó lớn hơn hoặc bằng 10 thì sao? Để thầy ví dụ. Có ví dụ thứ hai. Thầy có 48 nhân 11 thì bằng gì? Chúng ta lại là tính này. Ta có 48
48 nhân 11. Ta kể 1 nhân 8 bằng 8, viết 8. 1 nhân 4 bằng 4, viết 4. Tiếp theo 1 nhân 8 bằng 8, viết 8, lùi vào một cột. 1 nhân 4 bằng 4, viết 4. Chúng ta kể tiếp 8 hạ 8, 4 cộng 8 12, viết 2, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. Như vậy ta có 48 nhân 11 bằng 528. 528. Và chúng ta quan sát này, cả hai tích riêng đều bằng 48. Tích riêng thứ nhất bằng 48 rồi. Còn tích riêng thứ hai chính bằng 48 chục hay là 480. Thì ta chỉ việc thấy là ta lấy 4 cộng 8 bằng 12. Ta viết số 2 vào giữa số 48. Sau đó ta cộng thêm 1 vào số 4 là xong. Đó chính là khi nhân số của hai chữ số với 11 mà tổng của hai chữ số nó lớn hơn hoặc bằng 10 thì ta sẽ làm như sau. 48 nhân 11 ta lấy này, 4 cộng 8 bằng 12. Ta viết số 2 vào giữa 4 và 8. Sau đó cộng 1 vào với 4. 4 cộng 1 bằng 5. Các em đã thấy rõ phần này chưa? Bây giờ thầy sẽ lấy một ví dụ khác để chúng ta thực hành, nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Thầy ví dụ, thầy có 76 nhân 11. Thì các em quan sát này, số 76 là số có hai chữ số. Ta thấy 7 cộng 6 bằng 13. 13 lớn hơn hoặc bằng 10 rồi đúng không? Tức là lớn hơn 10. Ta có 7 cộng 6 bằng 13 thì ta viết 3 vào giữa đây. Sau đó cộng 1 vào 7, tức là ta có bằng 836. Đây, 76 nhân 11 thì ta có 7 cộng 6 13, ta viết số 3 vào giữa số 7 và 6, sau đó cộng thêm 1 vào 7, được 836. Một ví dụ khác nhé. Thầy có 97 nhân 11 thì sẽ bằng này, ta có 9 cộng 7 thì bằng 16. Vậy nó đã lớn hơn 10 rồi đúng không nào? Cho nên là ta sẽ viết 6 vào giữa đây. 7 6 cộng thêm 1 vào 9. 9 cộng 1 bằng 10, viết 10. Như vậy 97 nhân 11 bằng 1067. Các em có thấy rất dễ không? Rất là dễ đúng không? Vậy từ nay trở đi, khi nhân nhẩm số qua hai chữ số với 11 thì các em phân ra làm hai loại. Một loại thứ nhất đó là ta tính xem tổng của hai chữ số hàng đơn vị bằng chục ấy, của số đó nếu mà nó bằng từ 9 trở xuống thì chúng ta chỉ việc viết cái tổng đó vào xen giữa chữ số hàng chục và chữ số đơn vị. Còn nếu tổng đó mà nó lớn hơn 9 thì ta sẽ viết, ví dụ như 4 cộng 8 bằng 12 lớn hơn 9 đúng không? Thì ta sẽ viết 2 vào giữa. Sau đó thì ta cộng thêm 1 và 4 là xong. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành luyện tập để các em luyện thêm phần này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành luyện tập. Bài 1, tính nhẩm 34 nhân 11. Đây là ý A, ý B là 11 nhân 9 15. Ý C là 82 nhân 11. Chúng ta sẽ thực hiện đúng theo cách tính nhẩm. Nào, 34 nhân 11 thì ta thấy là gì? Ta lấy 3 cộng 4 bằng mấy? Bằng 7. 7 tức là nó nhỏ hơn 9 đúng không? Nhỏ hơn 10 rồi. Cho nên là ta sẽ có là gì? Ta viết 3 cộng 4 bằng 7, ta viết 7 và xen giữa bằng 374. Ý thứ hai, lấy 11 nhân 95 hay chính bằng là 95 nhân 11 thì ta thấy 9 cộng 5 bằng 14. 9 cộng 5 bằng 14 nó đã lớn hơn hoặc bằng 10 rồi, cho nên là ta sẽ viết số 4 vào xen giữa, viết 5 trước này.
viết chữ số đơn vị 5. 9 cộng 5 14, ta viết 4 xen giữa cộng thêm vào 9 một đơn vị, tức là bằng 10. Như vậy 11 nhân 95 bằng 1045. Phần C, 82 nhân 11 sẽ bằng gì? Ta thấy 8 cộng 2 bằng 10. Cho nên là để ta viết 2 trước này. Chữ số đơn vị viết trước. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0. À, rồi cộng 1 vào với 8 bằng 9, 8 cộng 1 bằng 9. Vậy 82 nhân 11 bằng 902. Dễ không các em? Rất là dễ đúng không? Tiếp theo, bài 2, tìm x. Phần A, x chia 11 bằng 25. Phần B, x chia 11 bằng 78. Thì cả hai phần này nó đều đi tìm số bị chia. Để làm những bài tìm x thì chúng ta phải biết được các cái thành phần của phép tính này. X gì là số bị chia? Chưa biết. 11 là số chia và 25 là thương. Muốn tìm số bị chia chưa biết ta làm nào? Ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Vậy ta có x gì sẽ bằng 25 nhân 11. Ồ, bài toán trở về nhân nhẩm một số có hai số với 11. Rất là dễ đúng không? Và kết quả sẽ bằng 2 cộng 5 bằng 7. Vậy bằng 275. Bên này ta có x chia cho 11 bằng 78. Vậy x gì sẽ bằng gì? Bằng 78 nhân 11. X gì sẽ bằng 78, ta có 7 cộng 8 bằng 15. Như vậy nó đã lớn hơn 10 rồi. Cho nên ta sẽ viết 8 vào trước này, viết chữ số 8 trước. 7 cộng 8 15, ta viết 5. Nhớ 1, nhớ 1 ở đây. 7 cộng 1 bằng 8, ta viết 8. Vậy kết quả bằng 858. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11. Thì về nhà các em hãy thực hành làm các bài tập trong website học toán vuthinhanh.com để rèn các kỹ năng của các em ngày càng thành thạo hơn. Và qua cái việc làm bài thì máy tính sẽ chấm điểm để chúng ta biết được là chúng ta đang hiểu bài ở mức nào. Các em hãy đăng ký kênh để nhận được những video bài giảng mới nhất. Chúc các em học tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Tri thức chắp cánh thành công. Để học giỏi toán hãy đến với vuthinhanh.com.